Chào các bạn, hôm nay là cuối tuần và có những thành viên của Team Up qua nhà mình chơi. Tối nay mình sẽ suy nghĩ một món gì đó đặc biệt để nấu cho tụi nó ăn. Nhưng mà để mình khoe với các bạn cái này. Đây là bé gấu, hồi nãy bé mở mới cục tóc cho bé gấu. Các bạn thấy bé gấu như thế nào? Coi cái đầu của nó kìa. Có một cái chùm rất là dễ thương. Còn bây giờ thì mình sẽ bưng ra để cho Mark reaction. Mark! Em coi nè. Em biểu coi, trời ơi chương quá, cái gì vậy? Sao mà cột cái đầu khó vậy? Sao em thấy tóc của bé gấu thế nào? Dễ thương. Em muốn anh cột tóc giống em không? Ý là cột tóc em giống bé gấu á. Tại sao lại phải cột tóc em giống con chó? Anh nhìn mặt bu ra. Anh nhìn giờ, anh nhìn con gấu với em á có một điểm chung á. Rồi xong. Không, anh nhìn thấy nó dễ thương như nhau. Chứ em nghĩ điểm chung đó là gì? Ông đừng nghĩ mày dễ thương giống chó. Kệ ổng, nhưng mà mày đừng có nói ra. Ok ok. Mày đó hôm nay đói bụng không? Đói chứ. Đói lắm rồi anh. À nghe đồn bữa nay qua đây rủ ăn gì nữa đúng không? Đúng rồi. Oh yeah. Vậy là em ăn hoài. Bây giờ có cho tôi ăn không? Tôi không ăn, không cho tôi ăn tôi giận tôi đi về đó. Qua đây là chỉ để ăn thôi mà. Đói thì phải ăn thôi em ơi. Nhưng mà có lăn vô bếp không? Có, lăn vô bếp. Ok, okay. Lăn vô. Bây giờ là gần 2 giờ rưỡi, 3 giờ sáng rồi các bạn. Đói bụng quá. Bảo thì ngồi chơi game cực quá trời cực luôn kìa, nhìn nè. Mày chơi game. Mày chơi game cực. Vô bếp mày. Ê, bu, em biết tiếng Nhật đúng không? Taco là bạch tuộc đúng không? À, takoyaki là bánh bạch tuộc. Ừ. À, nhưng mà ngày hôm nay thì anh không làm bánh bạch tuộc. Chứ làm gì? Bánh bào ngư. Vậy bào ngư tiếng Nhật là gì? Bào ngư yaki. Bào ngư yaki. Đây, anh mới được anh Sam cho mượn. Mà anh phải điêu luyện nha, anh có hai cây tâm hôm qua em mua không? Cây tâm có, có. Giống tôi bên bển ấy. Ok. Bào ngư đâu ra ăn, ai cho? Mua ba, anh mua rồi. Anh trời mua. Biết hôm nay mấy đứa qua anh mua rồi. Đây. Có quảng cáo cái máy đó không vậy? Hả, cái máy này hả? Cái máy này, máy này mày nghĩ đi, ai đọc được tiếng Nhật? Có lợi dụng tụi em quảng cáo video không vậy? Không hề, chỉ có bu đọc được tiếng Nhật thôi. Đâu? Ok, clip này không có quảng cáo. Máy này mình không biết là mua bao nhiêu nha các bạn. Máy này là của kênh The Happy Pet tài trợ cho mình. Mượn cho mình mượn review. Cái đó con bào ngư đó hả? Đúng rồi, bào ngư nè. Chị nhỏ lớn chưa biết là bào ngư là cái gì luôn á. Ngoài bào ngư đây chúng ta sẽ có một nguyên liệu rất là đặc biệt. Trời má ơi. Wow. Tưởng sao mực có vàng vậy? Mực khổng lồ. Hình như này gọi là mực nang. Con này 1.3 kg, mực khổng lồ 1.3 kg nè. Wow. Có chữ nè. Bánh takoyaki hôm nay tụi mình có hơi đặc biệt, đó là không được làm từ bạch tuộc. Ok, bây giờ mình sẽ chế biến thôi. Đầu tiên là chúng ta cần một cái bàn chải đánh răng. Gì? Chúng ta đánh răng cho con bào ngư. Bào ngư nó ở dơ lắm. Đây là con bào ngư, những bạn nào chưa biết thì bào ngư đang hơi bị nhỏ anh ha. Đâu cũng bự rồi đó. Cái size này là 1 kg, khoảng tầm 15-20 con. Còn 1 kg bào ngư này mình mua có giá là 490. Là nguyên bịch đó, đâu bịch đó mấy ký anh? Bịch này anh mua 1 kg nè. 1 kg là... Không, 1 kg bào ngư, 1.3 kg mực, tổng cộng là gần 1 triệu. Tính nó không mắc nhờ, em nghĩ hồi đó giờ em nghe người ta nói giá bào ngư rồi nó phải mắc. Nghe từ người ta nấu xong nó từ, mới mắc. Nghe từ bào ngư di cá là tụi nó mới sân hào hải vị quý quý lắm rồi thì không, thật ra nó không quá mắc. Cái này ngon. Công thức nấu để làm mấy cái xác xác cá. Rồi cái này không phải xác cá, cái này là khô cá bào. Khô cá bào. Thì nó cũng là cá đi. Okay. Cái phần ruột của nó thì mình cắt bỏ. Cắt ruột bỏ. Nó hôi lắm. Thì chúng ta sẽ sử dụng 100g bò. 3 boy 1 3 boy 1 camera. Bảo quay phim là 4 boy. Cái cúp này thì là 60g. Chúng ta sẽ sử dụng 100g. Tức là gần 2 cúp. Muốn gửi. Gần 2 cúp trong muỗng gửi. Anh múc đại một muỗng mà muỗng bự không đi là được luôn. Mẹ muỗng. Nè rồi. Đó. Rồi. Cái này là bột làm bánh nha các bạn. Nửa cúp nữa. Các bạn thích bánh gì thì bỏ bánh đó vô. Đây 300ml nước. Nhưng mà này maximum có 200ml rồi. Không, em thấy không? Hồi nãy là cúp rưỡi thì cái này cũng là ly rưỡi. Chúng ta một tí nữa bỏ bắp cải rồi bắp vô nữa mà. Em thấy nó lỏng hơn em tưởng đó ba. Ôi sao lỏng vậy? Nhìn cảm giác nó cứ lỏng lỏng á. Rồi, một quả trứng gà nó ghi công thức trên bịch bạn. Đây công thức này ghi trên bịch nè các bạn. Đó, chứ mình không có chế ra công thức đâu. Không, mày đặt ở đây hết, anh đặt ở đây. Mày thích đập gì được không?
đó mình sẽ tách trong đỏ ra khỏi trong trắng. Làm gì? Bây giờ mình bỏ trong đỏ vô sao? Tao rảnh được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quẳng cái bột này lên thì đó. Đúng mà, công thức ghi trong bịch vậy mà. Là trước để cuối cùng hả? Ủa để bước nào cũng được. Em có tin anh không? Các bạn ơi, sau khi làm xong phần bột thì bây giờ bé Mỡ đang chế biến cái con mực khổng lồ này. Ui, đầu tiên em thấy nguyên con á. Chị can đảm quá, em không dám cầm. Đây là con... Ủa, chị dân biển mà em. Ờ, can đảm quá. Bà dân Nha Trang mà. Ui. Ok, bây giờ mình sẽ làm mực thôi. Anh có thể làm biết mọi thứ nhưng mà những cái đồ mà thiên về hải sản là anh không biết làm. Em không thấy anh biết làm con gì anh chưa. Nghiêm túc luôn á. À, anh em chơi lâu ngày chưa thấy anh làm cái gì ra hồn quá chứ á. Thì bây giờ mình phải nè. Mở, mình phải cắt ra xong rồi mình làm. Cho anh tí đèn đi Bảo. Cái này mà giờ không nghĩ là nó bị tăng lắm luôn á. Đó. Cái này gọi là xương hả? Ừ, cái xương của nó. Là cái phần này là bỏ đó mọi người. 3 giờ sáng và hiện tại tụi mình đang ở nhà của anh Chuối. Ê, wow. Mày nhìn mày liên tưởng thấy không? Nhỏ mà mấy cái đồ chơi còn cả. Ô, anh không ngờ là nhỏ vậy luôn á, anh tưởng là nó phải bự hơn chứ. Cái này to. To đó. To hả? Anh thử nghĩ bây giờ một cục bỏ vô miệng. Thì cái này á là mình sử dụng nguyên liệu là mực với lại bào ngư. Thì mực với bào ngư á là mình đã luộc chín rồi và mình để trong cái nước đá lạnh để cho nó giòn. Rồi giờ anh biết cái cách làm chưa? Giờ làm sao? Đầu tiên chúng ta phải phết dầu. Ok, giờ chúng ta cứ em cứ zoom vô sát coi bạn. Dính nha. Đầu tiên là khuấy một lần. Khuấy một đều lên đó. Bắt đầu nó vậy nè. Cái bột này là mình đã để trong tủ lạnh tầm 10-15 phút để cho bột ngủ. Bột vậy chưa? Bột vậy rồi, anh mới khuấy là thức bột, nó vậy á. Người ta gọi là ủ bột đó ba. Ok, giờ mình bỏ bột vô đúng không? À, theo chị Quỳnh Trần Chibi là chị sẽ bỏ 2/3 nhưng mà anh bỏ GB một nửa rồi. GB GB. GB. Không, mình phải chừa chỗ cho cái gì nữa chứ. Chừa chỗ cho Nhân. Muốn nhìn giống như là làm rất là chuyên nghiệp nhưng mà người ta không biết gì hết. Đúng rồi, người ta. Anh ta nãy giờ ta liếm đó, tao quên liếm cầm. Đấy, chia đều đấy. Hồi nãy là anh phải test một cục trước. Từ từ mấy bạn, trời ơi, kinh nghiệm mẻ đầu tiên mà mấy bạn. Cái đầu tiên là mẻ cuối cùng luôn á. Anh làm cái là mẻ cuối cùng. Ui, nó chảy ra kìa, cái đó chưa xong. Chút tinh rồi đó. Rồi, chút được. Lấy thêm bột nữa. Ủa mà sao mình thấy nó tròn lắm á. Tung cái này lên mà cầm. Lúc mình lúc lấy lên nó tròn á. Người ta nói mực màu chín lắm. Người ta nói nó là con mực thường, con mực khổng lồ chứ. Nước sốt này có tên là Takoyaki. Teriyaki. À, Teriyaki lộn. Bro. À, lộn. Quá nhiều tiếng Nhật ngày hôm nay. Ừ, tiếng Nhật đó giờ anh chỉ học được vài chữ thôi. Rồi, giống okay. Như là Kimochi, Yamata, Iku. Chú khỏi mong chờ nha, có một số cái tròn. Có một cái tròn đó. Đó được đó bu, cũng đó được rồi đó, lấy đi. Không, vậy là cái bột mình làm vấn đề, giờ mình fix cái bột đi mọi người. Làm hết mẻ này tắt lửa nha. Nhiều khi bên ngoài nó xấu hơn chứ bên trong nó còn đỡ hơn cái hình thù của nó. Từ từ mình ăn xong mẻ này đi rồi mình nghiên cứu thêm cái phần bột sao. Chúng ta mình tắm thử coi nó chịu. Ok, chúng ta có thể tắt lửa chưa? Với lại theo em nghĩ dầu cũng phải cho nhiều tí. Rút kinh nghiệm đằng sau anh để cho hai người phụ nữ với Mỡ với Béo làm đi. Tụi mình ngồi coi thôi. Anh để cho Kha làm luôn. Để nó là đừng có bao giờ nghe ông Chú nói cái gì hết. Chú nghĩ làm youtube em chứ. Làm giáo sư mà không có bằng. Các bạn ơi, thì đây là con thuyền Terra. Cái này của anh. Ủa, con thuyền gì ta? Mình làm món Takoyaki. Gì? À, các bạn ơi, thì đây là con thuyền Takoyaki. À, bây giờ thì nguyên liệu chúng ta sẽ sử dụng tiếp theo đó là khô cá bào. Cái này rất là mắc các bạn à. Mình mua cái bịch này là 15.000 bịch đó. À, bịch nhỏ xíu vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ nước sốt. Nước sốt gì à? Nước sốt này là nước sốt gì kha? Teriyaki. À, teriyaki. Xong rồi, bỏ sốt mayonnaise lên đúng không? Ok, đây. Thành quả đây mọi người. Zoom lên. Chỉnh ra chế độ để quay. cái cục này nó không muốn trên thuyền nữa rồi. Ok, ăn thôi mọi người ơi, má vui quá. Bồng ngưng nha, bồng ngưng nha. Vợ gấp cho anh vợ. Thấy cũng ngon mọi người. Để lần trước rồi lấy tao cầm cảm. Nhưng mà theo anh thấy là hình như bị fail rồi. Ở ngoài không giòn. Ở ngoài không giòn, bên trong bị nhão. Em nghĩ là anh sẽ để cho đợt tiếp theo mọi người làm lại. Mọi người làm lại nha, anh đừng làm. Anh sẽ không làm nữa. Các bạn ơi, sau khi làm món bạch tuộc Teriyaki. Các bạn ơi, sau khi làm món bạch tuộc ca... Các bạn ơi, sau khi làm món bạch tuộc... Bạch
Koyaki. Không, biết sao không? À, giờ này thức tới giờ này là đầu óc nó cũng không còn minh mẫn rồi. Các bạn ơi, sau khi làm món bạch tuộc thất bại thì tụi mình đã quyết định là làm món khác, đó là bào ngư. Mình không làm bánh bào ngư nữa mà là làm bào ngư ăn không, để coi nó như thế nào nha. Ôi, bào ngư nướng nó vẫn hấp dẫn hơn nè mọi người ơi. Không, sao tới nó không có cây đâu Bảo. Anh hứa với em luôn. Mọi người đừng dụ em bằng cái câu là cái này không có cây đâu Bảo. Thiệt, không cây. Người ta nói ăn cây mạnh sinh lý á. Mà sao anh yếu xìu vậy? Hả? Ủa sao mày biết tao yếu? Bả nói. Nhờ mình làm fail món bánh bạch tuộc nên bây giờ chúng ta có món mới ăn đỉnh hơn. Đây. Cơm mặn quá vậy? Con bào ngư. Nhưng mà nếu mà mặn gì chấm vô với cái nước nước sốt mật ong này là ok nè. Nó giòn, dai, giòn. Nhai mà giống như nhai xương gươm luôn á. Nó giòn giống như là rau mực à. Nhà anh thấy là tuy là mặn nhưng mà hết lẹo ha. Ngon quá. Ngon. Trời ơi, ngon quá luôn á. Ngon. Má cái nét hấp dẫn vậy mọi người. Cái nét giả chân chấm phá rồi.